Ngọc thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung. Ngày 25 tháng 5, AFA tiếng Việt loan tin, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An kháng nghị bản án 5 năm đối với cô giáo Lê Thị Dung, đề xuất cấp phúc thẩm xét xử theo hướng hủy bản án sơ thẩm mà cô giáo này đang kháng cáo kêu oan. Hình ảnh bản tin trên AFA Thông tin trên được chánh án tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, ông Lâm Quốc Tú cho truyền thông nhà nước biết vào ngày 24 tháng 5. Cơ quan này đang làm thủ tục chuyển hồ sơ vụ án đối với cô giáo Lê Thị Dung lên tòa án tỉnh để xử phúc thẩm. Trước đó đúng một tháng vào ngày 24 tháng 4, tòa án huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã tuyên cô giáo Lê Thị Dung 5 năm tù theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Bởi vì cô Dung trong 6 năm đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và áp dụng dù chưa được cấp sở thông qua dẫn đến chi sai nguyên tắc hưởng lợi số tiền gần 45 triệu đồng. AFA cho biết ngay sau khi bản án được tuyên, nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng đây là bản án bất công. Cơ sở cho lập luận này là việc so sánh với những trường hợp các quan chức nhà nước khác làm thất thoát hàng tỷ đồng thậm chí hàng nghìn tỷ đồng mà mức án lại không cao như đối với bà Lê Thị Dung. Gần nhất là bản án 3 năm tù đối với cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn làm thất thoát 54 tỷ đồng. Một bài phân tích về vụ án cô giáo Lê Thị Dung trên trang điện tử Luật sư Việt Nam cho rằng vụ án này đã kỷ lục về thu hút sự quan tâm của dư luận từ trước tới nay và đã có 26 tờ báo đăng bài, hình ảnh bài phân tích trên trang Luật sư Việt Nam. Tuy nhiên tác giả cho rằng trong vụ án này nhận thức pháp luật áp dụng vào việc kết tội cho cô giáo Dung đang được hiểu rất khác nhau. Thứ nhất, theo một giảng viên tiến sĩ luật, một cựu thẩm phán tại thành phố Hồ Chí Minh và một luật sư cho rằng không thể truy tố cô Dung ở khung 5 tới 10 năm tù mà chỉ ở khung 1 tới 5 năm tù vì không thỏa mãn hai điều kiện phạm tội nhiều lần và tài sản thiệt hại trên 200 triệu, theo nghị quyết 03 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Trong khi đó, thẩm phán Trương Việt Toàn, chánh án Tòa án Nhân dân và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho rằng truy tố ở khung 5-10 năm tù là đúng theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Thứ hai, về tình tiết giảm nhẹ, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Hưng Nguyên cho rằng chỉ có một tình tiết đó là có nhiều thành tích. Ngược lại, một số luật sư cho rằng việc thừa nhận có nhận tiền dù cho rằng mình không sai có thể coi là tình tiết giảm nhẹ. Đồng thời, xét về nhân thân bị cáo cũng có thêm một tình tiết nữa như vậy, theo các luật sư thì cô Dung có tới 3 tình tiết giảm nhẹ để được hưởng mức án dưới khung quy định. Hình ảnh truyền thông nhà nước cũng rất quan tâm vụ án này. Thứ ba, quy chế chi tiêu nội bộ có hợp pháp. Nguyên viện trưởng Viện kiểm sát tối cao Trần Công Du nói rằng quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên là đúng thủ tục vì đã thông qua hội nghị công viên chức, đã gửi cho phòng tài chính kho bạc nhà nước huyện theo dõi và kiểm soát nếu quy chế là hợp pháp thì cô Dung không phạm tội. Còn nếu quy chế này trái pháp luật thì việc theo dõi kiểm soát chi tiêu của phòng tài chính kho bạc nhà nước huyện cũng sai. Như vậy, vụ án có bỏ lọt tội phạm. Thứ tư, quy trình tố tụng có đúng luật. Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, phó trưởng ban dân nguyện quốc hội, việc giam cô Dung một năm mới đưa ra xét xử có vi phạm quy định về thời hạn tạm giam hay không? Có cần thiết đến mức như đối xử với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng hay không? Hơn nữa, việc tước của cô Dung quyền có luật sư bào chữa và đuổi cả hai luật sư của cô ra ngoài phòng xử là một việc làm rất vi phạm đạo đức thẩm phán. Tuy nhiên, cho dù dư luận có lên tiếng và bản thân cô Dung có kêu an, thì tòa án tỉnh Nghệ An vẫn không cho cô tại ngoại trong thời gian chờ phúc thẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin tiến triển mới trong vụ án cô giáo Lê Thị Dung g 7 nhấn mạnh sự đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh ở Hiroshima. Ngày 23 tháng 5, tác giả Trương Tuấn Nhân đăng một status trên Facebook cá nhân của mình về hội nghị thượng đỉnh Chi 7 Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Trương Tuấn Nhân. Theo đó, thượng đỉnh Chi 7 mở rộng gồm Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Pháp, Ý, Canada năm nay được tổ chức tại Hiroshima, Nhật Bản. Việt Nam cũng được mời cùng với các quốc gia Brazil, Úc, Nam Hàn, Comoros, đảo quốc khúc, Ấn Độ và Nam Dương với tư cách là khách tham quan. Tổng thống Ukraine Zelensky được mời tham gia với tư cách là một khách mời danh dự. Tác giả cho biết bản thông cáo chung 20 tháng 5 cho biết các quốc gia G7 đoàn kết hơn bao giờ hết với quyết tâm đối phó trước những thách thức toàn cầu, đồng thời vạch ra một lộ trình cho tương lai tốt đẹp hơn. Về những biện pháp cụ thể mà G7 đã và đang thực hiện qua bản thông cáo trọng tâm của các thách thức toàn cầu là chiến tranh Ukraine. Tại kỳ họp này, G7 đã lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Một lần nữa, chúng tôi cực lực lên án cuộc chiến tranh xâm lược của Nga chống Ukraine. Hành vi này là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, trong đó có hiến chương Liên Hiệp Quốc. Tác giả dẫn thông cáo của G7 cho rằng, cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của Nga là mối đe dọa đối với toàn thế giới là vi phạm các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc cơ bản của cộng đồng quốc tế. Đồng thời G7 tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc và lâu dài cho Ukraine cho đến khi điều này còn cần thiết để thiết lập lại một nền hòa bình toàn diện, hợp lý và bền vững. G7 cũng cam kết tăng cường hỗ trợ ngoại giao, tài chính, nhân đạo và quân sự cho Ukraine với mục đích làm gia tăng chi phí cho Nga và các bên ủng hộ cuộc chiến này. Hình ảnh các nhà lãnh đạo G7 tại Nhật Bản trên thực tế, tác giả nhận xét Ukraine vừa qua đã nhận được thêm nhiều vũ khí tối tân của chi 7 như chiến xa hạng nặng, hỏa tiễn tầm trung ngoài 300 km. Ngoài ra, tổng thống Biden cũng bật đèn xanh cho phép các quốc gia viện trợ chiến đấu cơ F16 cho Ukraine. Về khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, tác giả cho hay chi 7 nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và cởi mở, bao trùm thịnh vượng, an toàn dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật và bảo vệ các nguyên tắc chung, bao gồm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình và các tranh chấp, các quyền tự do cơ bản và quyền con người. Về Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo tác giả, chị Bảy biểu lộ sự quan ngại sâu sắc về tình hình ở hai khu vực này. Chị Bảy phản đối mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc. Tác giả cho hay, về vấn đề Đài Loan, chị Bảy nêu ý kiến Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Đây là điều không thể thiếu cho an ninh và thịnh vượng trong cộng đồng quốc tế. Không có sự thay đổi nào về lập trường cơ bản của các thành viên G7 về vấn đề Đài Loan, bao gồm các chính sách một Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi giải quyết hòa bình các vấn đề giữa hai bên bờ eo biển. Hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính chi bảy cũng tuyên bố những điều ủng hộ cho việt nam như về yêu sách của trung quốc trên biển đông tác giả cho biết không có cơ sở pháp lý nào cho các yêu sách quá lố về biển của trung quốc ở biển đông chúng tôi phản đối các hoạt động quân sự hóa của trung quốc ở trong khu vực chúng tôi nhấn mạnh tính phổ cập và thống nhất của uncos và tái khẳng định vai trò quan trọng của uncos trong việc đặt ra khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương Chúng tôi xin nhắc lại rằng phán quyết của tòa trọng tài thường trực ngày 12 tháng 7 năm 2016 là một cột mốc quan trọng có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên tham gia tố tụng, đó là cơ sở hữu ích để giải quyết tranh chấp giữa các bên một cách hòa bình. Ngoài ra, chi 7 còn chọc nhột Trung Quốc ở các vấn đề nhân quyền, đặc biệt là ở Tây Tạng và Tân Cương. Vì vậy, vừa sau khi bản thông cáo được công bố, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc đã gửi công hàm phản đối Nhật quốc gia tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7, đồng thời lên tiếng kịch liệt phản đối G7, cho rằng bảy đại cường dân chủ đã sử dụng những vấn đề của Trung Quốc để tấn công và làm mất uy tín Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin G7 nhấn mạnh sự đoàn kết trong cuộc họp thượng đỉnh tại Hiroshima. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo chấm đề.